Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món dê rất là bổ, tốt cho sức khỏe. Đó là lẩu dê thuốc bắc. Ở đây mình có là 500g thịt dê, đây mình dùng 3 loại dê, 400g xương gà. Mình dùng thêm 100g tàu hũ kỳ, 2 miếng đậu hũ, 8 trái táo đỏ, 15g kỳ tử, 1 ít tương hột, khoảng 50g chao, 2 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh gừng băm, 1 ít xà băm. Rau ăn kèm thì mình dùng hẹ, rau cải thảo, tần ô và lá tía tô. Cái phần nước dùng mình có bắp, củ cải, gừng, 1 ít gừng, 1 ít liền, 1 ít xà đập dập và lá dứa. Mình dùng thêm 2 gói thuốc bắc. Rồi các bạn vào bếp cùng mình ha. Các bạn cho mình một nồi nước, cho một muỗng cà phê muối, một muỗng canh rượu mai quý lộ. Các bạn cho thịt dê vào mình trần ha, trần cho thịt dê nó sạch, nó sang lại. Rồi bây giờ các bạn vớt thịt dê ra mình đi rửa lại ha. Tiếp tục các bạn cho xương gà vào, mình trần cho nó sạch luôn. Rồi bây giờ mình mang gà đi rửa luôn ha. Các bạn cho mình 2 lít rưỡi nước, cho xương gà vào, cho mấy lát gừng, mấy lát riềng, xà đập dập, lá dứa, củ cải trắng, cho nửa trái bắp. Các bạn cho gói thuốc bắc vào đây không ha. Rồi các bạn cho thêm khoảng 5 lá chanh cho nước dùng của mình nó thơm. Nếu các bạn nào có lá chanh thái hoặc lá chanh trúc á, thì nó sẽ thơm hơn nhiều ha. Rồi mình sẽ nấu lửa nhỏ 1 tiếng để lấy nước dùng. Giờ thịt dê các bạn sẽ rang miếng vừa ăn. Đã dày dày một chút ha. Cái phần tương hột này các bạn xay nhuyễn ra ha. Bây giờ mình sẽ ướp thịt dê. Các bạn cho mình 1 ít hành tím băm, 1 ít gừng băm, 1 ít xà băm. Hai muỗng canh tương hột. Ướp 2 miếng chao, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Mình dùng bột ngọt cho nó điều vị ha, nó dịu món ăn lại, mình nó dịu lại. 1/2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh đường. Rồi bây giờ các bạn trộn đều ướp cho mình 1 giờ ha. Ướp thấm 1 giờ rất là ngon. Cái phần đậu hũ các bạn cắt miếng vuông, khi nào mình dọn lẩu mình cho vô. Đậu hũ kia cũng vậy, các bạn nào có đậu hũ kia chiên thì mình dùng đậu hũ kia chiên nó sẽ ngon hơn ha. Đậu hũ kia lá đó nó sẽ ngon hơn, mình dùng cái này cũng được. Bây giờ mình sẽ đi làm sốt chao để chấm. Các bạn cho mình 2 muỗng canh dầu ăn, mình cho 1 ít tỏi và phi thơm ha. Các bạn để nhỏ lửa ha. Rồi mình cho vào đây 3 miếng chao, cho nước chao luôn ha. Các bạn cho 1 muỗng canh tương hột, 1 muỗng canh sốt mayonnaise, 1 muỗng canh bơ đậu phộng. Cho 1 muỗng canh màu dầu điều,
một muỗng canh ớt sa tế. Rồi các bạn nấu cho nó chạy đều ha, các bạn nấu vô hỗn hợp thì nó hòa quyện vào nhau. Khoảng 50ml nước, các bạn cho thêm 3 muỗng canh đường tùy theo khẩu vị của mỗi người ha, mình nên nếm theo khẩu vị của mình. Rồi giờ mình nấu sôi trở lại. Rồi bây giờ mình có một nước chấm rất là ngon, tắt bếp ha. Rồi các bạn cho mình 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình cho tỏi vào phi thơm, cho gừng băm, hành tím. Các bạn phi cho nó hơi vàng cho nó thơm ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt dê vào. Các bạn xào cho thịt dê sang lại ha. Tiếp tục các bạn cho mình 2 muỗng canh màu đồ đều. Một muỗng canh ớt sa tế. Một muỗng canh rượu mai với lộ. Ồ, rất là thơm. Rồi tiếp tục mình xào ha. Ồ, giờ ngon ghê á. Rồi thịt dê mình đã săn lại đó, bây giờ mình cho ra lẩu ha. Rồi nước dùng của mình đã nấu được 1 tiếng rồi, bây giờ mình vớt ra. Mình để vớt cái phần, mình để cái phần thức bắc lại. Giờ nước dùng các bạn nêm theo khẩu vị nhà mình ha. 2 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ ra lẩu, cho thịt dê vào. Thì mình sẽ cho nước dùng vào ha, có thuốc bắc nữa. Rồi các bạn cho đậu hũ vào ha, đậu hũ kỳ. Các bạn cho thêm ít táo tàu, kỳ tử ha, cho rau tần ô, cải thảo, bông hẹ, lá, rau tiết tô ha. Rồi mình cho lên ít thịt dê bên trên, rất hấp dẫn. Đây là lẩu dê thuốc bắc, rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy làm cho gia đình mình thưởng thức ha. Video của mình đến đây đã xong. Anh chị và các bạn thấy hay, có ý nghĩa, nhớ chia sẻ cho mọi người cùng làm. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Bye bye.